on topics about colors. Yes, today we will study about colors. So, all the class, can you see the screen? Can you see the screen? Can you see the screen? Yes or no? Colors, right? Tiện thể cô nhắc luôn nhá, là lớp mình hiện tại đang rất rất đông. Đó, thì nếu mà giả dụ cô dạy một một thì chắc chắn là cô có thể đưa quyền sử dụng chuột cho các bạn rồi, cho từng bạn có thể tương tác. Tuy nhiên là lớp mình đang học lớp cộng đồng, vì vậy là mình sẽ không thể nào mà mình yêu cầu sử dụng chuột sau đó cô chấp nhận được, đúng không nhỉ? Nó hơi khó đúng không? Sẽ khó trong quá trình dạy ấy, thì các bạn yêu cầu thì cô sẽ không bấm được á. Right, thì các bạn cố gắng nhá. Khi nào cô mời lên thì các bạn hãy bấm chấp nhận nha. Còn mình không yêu cầu sử dụng chuột ở ngoài. Ok. Yes, cô biết là lớp mình đã hiểu lớp rồi. And now, today we will study about colors, right? And today we have 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, and 11 colors. Today we will study about 11 colors. Hôm nay chúng mình sẽ học về 11 màu dành cho những bạn chưa biết và những bạn mặc dù đã học rồi nhưng quên mất cách viết, right? Ok, một số bạn ở đây thì thi thoảng quên mất cách viết thì chúng mình chuẩn bị lấy giấy và bút để mình ghi vào nhá. Right, có hy vọng là từng chủ đề cũng như là từng tuần thì mình có thể đi lại chi tiết nhất các chủ đề các em đã từng học trong chương trình Starters nha. So, the first one. Black. Is black. B-L-A-C-K. Black. Yes, we have B, L, A, C, K, black. Black. Yes, is black. Màu đen, right? Các bạn có thể ghi chép vào nha, đặc biệt là những bạn nhỏ ơi là nhỏ, nhỏ xinh xíu luôn thì các bạn có thể chép bài vào nhá. Đâu nhà mình sẽ không bỏ qua được phần viết bài này và mình sẽ luyện đọc luôn trong quá trình mình học nhá. Ok, black, good job. Nếu mà các bạn đã biết cách đọc thì các bạn sẽ comment cho cô chữ black vào trong phần chat box nhá, để cho cô biết là các bạn đã biết đọc bài này rồi. Ok, thank you. Ok, we move to the next color. Is blue. Blue. Okay. We have B L U E. Blue. Yes, is blue. Blue like the color in the sky. Nó giống như cái màu xanh da trời vậy. Đó, B L U E. We have blue. Blue. Exactly. So, oh, yes, I see my students here. Oh, no, the word blue. Thank you so much. So now, the next one, just begin with the letter B, but not black, but not blue. Is brown. Is brown. We have B, R, O, W, N, brown. Yes, it's not black, it's not blue, it's brown. B, R, O, W, N. Yes, we have brown. Do you know about the word brown? Okay, brown as. Các bạn có biết là màu brown này thì thường thường là hay có ở đâu không nhỉ? Nào, brown as a nâu giống như gì nhỉ? Màu nâu giống như một cái gì nào? Tree. Okay, brown as a tree. Yes, good job. Another example, một ví dụ khác cho cô nào, các bạn comment cho cô nào. Brown as a nào, các bạn có biết là brown as a table. Okay, brown as a table. Good job. Some table have got the brown. Brown as a bread. Brown as a wool. Okay, good job. Nào, các bạn sẽ, oh, brown as chocolate. Good job.
Brown as cow? No, cow is black and white. Right, cái con cow là cái con có sự sao pha trộn giữa hai màu black và white nha. Thì chắc là ý bạn là con bò đực là con bull đúng không? Right. Bryce chair, Bryce door, good job. Brown. Okay, one Brown. more time. Yes. Các bạn sẽ để ý phần đánh vần nhá. Thường thì các bạn thì chỉ học từ thôi mà quên mất phần đánh vần. The spelling á. So today we will go with the spelling more detail. Right? BROWN Brown. Yes, brown. Oh, your mom said I love chocolate. Brown is a dog. Brown is a pizza. Brown is a cookie. Okay, so move to the next word. Yes, it's not brown anymore. Is Gray. Gray. Oh, as you can see that gray is a special color. Okay, let me spell it. G-R-A-Y. Gray. We have G-R-A-Y. Gray. So can you tell me gray as? Gray as horse. Okay. So Hương say to me that is gray as a horse. Hương bảo cô là màu xám giống như một con ngựa. I don't think so, right? Hiệp say that gray as an elephant. Elephant. Okay. As a mouse. Good job. Good job. Good job. Hippo. Thiên Ân say that gray as a hippo. Good. Good. Okay, next one. Who can? Donkey. Khan say to me that gray is a donkey. Oh, Thái Duy bảo cái đinh. Oh, one more. Okay. Yes, it's gray. One more time we have. Gray. Yes. G-R-A-Y. Gray. You need to write down this word and practice speaking this word many times, right? It's gray. Từ này sẽ hơi khó đọc một chút, đúng không nhỉ? Ví dụ như black, blue, brown, gray thì nó sẽ có hai phụ âm đứng liền nhau, khiến cho các bạn hơi khó phát âm một chút. Đó, hai phụ âm đứng liền nhau được chưa nhỉ? Like that, we have black, black. Thì thường thường các bạn sẽ đọc black. Oh my God, it's not good when you talk like black, black or blue is not black and blue, blue, brown, okay, brown, gray, that's better, okay, that's better when we have black, blue, brown and gray. I hope that you can do like that. Okay, move to the next word. Right, we just have green. Yeah, it's green. It's green. It's easy for you to speak out of this word. G R E E N, green. Yes, it's green, and we can spell this word like G R E E N. We have green. Okay, can you tell me green as? No, okay, green as plant. What Minh Khang say is plant. Good job. Green as snack. Okay, Han said to me green as a snack, a lizard, a turtle. Okay, thank you. Good job. Yeah, frog, green, leaves. Good job. Green as leaves, xanh như màu lá cây vậy. Okay, nó cũng là một cái từ mà cũng hơi khó đọc một chút bởi vì nó có hai phụ âm đi liền với nhau, khiến cho các bạn hơi phân vân trong quá trình phát âm ngay cái từ này, đúng không nhỉ? We have gr, đúng không? Gr, gr, green, right? Gr, gr, gray, br, br, brown.
Blue, blue, black. I think that you need to practice more. Các bạn nhớ luyện tập nhiều hơn nhá. And now, next one, we don't have. Okay, what example here? Aha. Okay, so someone said to me that green is an alien. Xanh như người ngoài hành tinh. How can you think about this? Okay, next one. Yes, next one is a simple word. Is Orange. 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 You can spell it like O R A N G E. yes, we have. Orange. And you spell it more detail like O R A N G E. We have Orange. orange. So can you tell me how can we image the orange? Oh, look at this. Yes, orange as a carrot. Oh, màu cam giống như quả cà rốt vậy. Orange as a fork. Fox. Good. Orange as a fox. À, cam như con cáo. Ồ, nhưng mà cô thấy như con cá màu gray mà. Phải không? Orange as a tiger. Goldfish. Goldfish. Okay. Is this goldfish the orange? Cái con cá vàng màu cam phải không? Oh, how can we say that? Giờ này hình như là cô không thể phân biệt màu sao? Thế con cá vàng nó có màu cam hay màu vàng ta? Các bạn trả lời cho cô đi, con cá vàng nó có màu cam màu vàng ta? Hình như nó có hai màu phải không? Yeah. Oh, iridescent. Ừ, hơi vô lý ha. Nhưng mà mình cũng đoán được là hình như là có một số các con goldfish thì nó có màu cam đúng không? Maybe right. Hơi bị confused một chút nhưng mà đấy cũng là một câu hỏi hay. Lớp mình một chút nữa mình giải đáp câu hỏi cho cô nhé. And then we move to the next word. And I think that is my favorite color. And you can look at my room now. It's all pink. Okay, it's all pink. That's pink. It's pink. Okay, pink. Yeah, that's my favorite color. And all my room has the pink, right? As you can see. And now let me spell you. And how to write out this word, right? P-I-N-K. Yes, is P-I-N-K. We have pink. Okay, look at this. Oh, my room is full of pink. And when we talk about pink, maybe you will think about me. Maybe, yeah. Sometimes you can see the pink and you think that, oh, my teacher likes pink. Oh, it remind me about my teacher, teacher Ngọc. Do you know her? Right. Một số bạn sẽ là, oh, ở cái màu pink à, thì nó sẽ gợi nhớ cho đến cô Ngọc ấy, đến cô giáo của mình ấy. Cô thích màu hồng lắm. Oh, tôi thấy phòng cô toàn đồ màu hồng thôi. Yeah, you like pink a lot. Oh, pink as a flower. Oh, someone said to me that pink as a octopus. Pink as a pig. Okay, good. Pink as a pig. Màu hồng như màu con lợn. Good. A pink as a peach. Pink as an ice cream. Good job. Okay, thank you. Pink is my favorite color. And how about you? Right? And the next one, we will move to the. Yes, it's purple. Purple. Purple, right? It's a little bit hard for you to write down. Maybe it's a little bit hard to write down. So let's go to the spelling. P-U-R-P-L-E. Yes, we have P U R P L E. Các bạn nhớ ghi từ vào nhá.
Các bạn không thể chỉ là ngồi xem đâu. Nếu các bạn chỉ ngồi xem không ấy thì hơi khó học một chút, tại vì lớp mình cũng đề cao tính tự giác mà, đúng không nhỉ? Đó thì mình sẽ ghi từ vào này và luyện nhẩm đọc sau mỗi lần cô bấm từ nhá, để cho con có thể là luyện tập ngay sau khi mà câu con vừa nghe, thì lúc đó con sẽ nhớ từ lâu hơn. Ok. We have purple, right? Can you tell me some examples about the purples here? Purple as grapes, good. Purple as grapes. Tím như là chùm nho. Okay, anything else? Oh, purple as an eagle. Purple as an purple umbrella. Yes, it's purple. Good job. Do you like purple? Các con có thích purple không? Do you like purple? Yes or no? Yes, Nguyen said to me that he likes purple. Thank you. I like purple too, but I don't have many things in purple. Cô cũng thích purple nhưng mà cô không thấy có nhiều đồ purple trong phòng cô. Hai đồng. Còn có bạn nào đang có không có đồ purple thì các bạn có thể show lên để cô xem nhé. Ok, thank you. Lớp mình nhỉ? Thường thường các bạn vào lớp hơi muộn đúng không? Đấy. Đến giờ này vẫn còn rất là nhiều người đang chờ trong lớp. Thế cô rất là tuyên dương các bạn là vào lớp sớm nhé, các bạn có thể tiếp tục học đúng giờ đúng không nhỉ? Ok, next one. We just have the three words left and then we will move to the games. So, what's next? We have red. Good. It's red. It's red. How can we spell that? We have R-E-D. Yes, good job. We have R-E-D. Red. Okay, thank you. It's red. So red as a rose. Good. Red as a rose. Màu đỏ như là màu hoa hồng vậy. Đấy là dịch tiếng Việt là như thế, chứ không phải là bông hoa hồng nào cũng sẽ là màu hồng. Bông hoa hồng màu đỏ. As the original color of the rose. Giống như một cái màu đặc trưng, màu màu gốc của cái bông hoa hồng đấy là màu đỏ. Okay, you like red. Oh, maybe many students here like red. Okay, red as the strawberry, red as an apple, red as cherries. Okay, good job. Oh, you have to say to me that red as chili. Rose, blood, good. Mai anh Hùng giáo. He said to me that red as blood, giống như màu máu ấy. But sometimes I see that the blood is an orange color. Một số các bạn mà máu đỏ thì các bạn có thể... đấy, cái màu máu nó không được đỏ cho lắm. Các bạn cố gắng ăn uống đầy đủ nhá, để mình có thể có một cái blood nó màu đỏ. Ok, màu red. Good. Oh, red as a watermelon. Good. Also many examples here. Có quá nhiều các cái ví dụ ở trong lớp mình mà các bạn nhìn vào phần chat box trong khi cô giảng bài thì các bạn có thể liên tưởng ngay đến màu red đúng không nhỉ? Yeah, thank you các trợ giảng của cô. And next one, chúng mình không đến cái màu red nữa, chúng mình sẽ đến một cái màu rất rất đông các bạn thích. Right, is a white. 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 We have with the spelling. White. White. We have WHITE. We have White. good job. And remember, we have the ending sound here. Chúng mình luôn luôn có những cái ending sound, những cái âm đuôi mà chúng mình không thể bỏ được. Một số các bạn cứ nói với cô là hình như là con chỉ nghe đến là các bạn chú ý phát âm âm S thôi. Cứ chỗ nào mà có S thì các bạn phát âm S thôi. Nhưng mà các bạn biết không, giống như tiếng Việt của mình vậy, mình có một hệ thống các cái dấu, dấu câu ấy, dấu huyền này, dấu ngã, dấu nặng, dấu dấu hò hay dấu sắc. Chỗ đây tiếng Anh cũng thế, thì tất cả các cái từ mà có cái âm đuôi ấy, trời ơi, nó còn quan trọng ngang như những cái dấu mà trong tiếng Việt vậy. Thì các bạn cố gắng chú ý một chút nhá. Có từ white. Yeah, okay, can you tell me some examples about white?
À, giờ cô sẽ mở phần chat box nha. Các bạn sẽ nói là white as rice and milk. Trắng như là gạo và sữa. White as snow. Đúng rồi, trắng như tuyết. Ok, good. Snowing is white. À, Ngọc bảo là snowing is white. Oh, good. Milk. Next one. How can we say? Eye. Mắt có màu trắng. Mắt nó có một cái chấm đen ở giữa mà. Ok, next one. Bowl. Ok. Ngoài anh có một cái icon penny, một chiếc quần penny. Ok, this is funny, right? Yes, it's white. Spoon. Good. We have the word white. And we remember that we have the ending sound at the end of the word. Right? Mình luôn luôn có những cái ending sound ở phần kết thúc của mỗi một từ. At the end of the word. So we need to focus on it. Don't pass it. That's why it is so important for you to speak aloud the word with the ending sound here. Thank you. Right. Okay, the next one and is maybe the last word here is yellow. 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 We can spell that like YELLOW. Yellow. Yes, it is had a letter YELLOW and W. Good job. And now we have yellow. Yellow. Can you tell me the example about the yellow, please? Okay, yellow as a banana. Good. Yellow as a lamb. No, lemon. Lemon that's better is lemon. Quả chanh vàng ấy thì gọi là lemon. Còn cái quả chanh xanh mà bố mẹ hay cắt ra vắt có hai nửa vắt làm đôi cho thêm ít đường vào ấy, người ta gọi là quả lime. Ok, đấy là quả chanh xanh. Ok. Con lên thiên đàng. Sun. À, thế vừa nãy có bạn lấy ví dụ là orange as sun. Vừa nãy là màu cam thì giống sun, nên màu vàng cũng giống sun. Thì bây giờ là cô biết phân biệt thế nào đây? Yellow as a chicken. À, good. Yellow, yellow. Rất nhiều cái màu vàng hết. Can you tell me some things in yellow? Ngoài chữ banana, right? Cái chữ banana ra thì cô... À, cup, good. Come with the colors of gold. Màu gold thì đúng hơn, nhưng nó không phải màu yellow. Chick. Good. That's chick. Okay, star. Good. Thank you a lot. Now, so now, I want to call one of the students here, call one or two of the students here to read aloud all of the words today. Cô muốn gọi một đến hai bạn để hôm nay có thể đọc tất cả các từ của cô nhá. And so các bạn sẽ giơ tay ở trước mặt nào. À, cô thấy có hai chị em đúng không? Mai anh Hùng. So now I will ask Mai anh Hùng and you will đồng thanh đọc cho cô nhá. À, các bạn thấy uống nước thì đáng yêu quá. So, hello, good evening. Good evening, teacher. Oh, good evening. Oh, how about Hùng? Đâu Hùng đâu nhỉ? Để cô stop share nào. Thế Hùng với Mai ơi. Ok. Ha, à, bọn trường, các em là hai chị em song sinh à? Không ạ. Ô, sao nhìn giống nhau thế? Ôi dồi ôi, giống thế nhỉ? Mà có bằng tuổi nhau không? Không ạ. Thế em Mai à, how old are you? I'm eight. You are eight. And how about Hùng? How old are you? Sick. Oh, just six. Oh my God, you're just six. So now, okay. Oh, here. So come back to the lesson today. Both of you can speak aloud all of the words, right? Hai bạn sẽ đồng thanh đọc từ cho cô và các bạn ở đây nhá. Có ending sound này. Chưa? Chuẩn nhá. Làm gương nhá. The first one, what color it is? Black, black. Okay, you can say that is black. It's black. Good job. Next one. What color is this now? Blue. Wow, is blue. And next one. It's brown. Is brown. Thank you. Okay, you can say it in the sentence, please. Is brown.
It's brown. It's brown. Các con biết không tại sao mà cô lại hướng dẫn các con đọc từ cả câu không? Là tại vì tiếng Anh cũng giống tiếng Việt đi. Mà mình đọc chỉ từ thôi thì nó giống như kiểu mình nói trống không đi. Tự nhiên mình thành con hư không được đâu, đúng không nhỉ? Mình rất ngoan, đúng không? Mình đọc cả câu lịch sự nhá. Ok, it's brown. Good. Next one, what color it is? Mai Anh Hùng. It's gray. Oh my god, is that so cute? Thank you so much. It's gray. And next one. What color here? Is? It's green. Okay, thank you. Nó thì màu green, màu xanh lá cây. Next one. What color is this now? It's orange. Good job, it's orange. Và cô thấy bạn Hùng mặc dù mới 6 tuổi thôi nhưng bạn đã có thể phát âm rất là rõ cái đuôi ở cuối âm cuối từ orange và cô rất là muốn tuyên dương bạn. Next one, cả bạn Mai nữa nhá. Rất chuẩn. Oh, what color here? It's pink. Good job, it's pink. Không thiếu một âm đuôi nào. Trời ơi, hai chị em nhà này thật là đáng gườm đi. Next one, what color here? It is purple. Oh my god, that's purple. Thank you. Okay, next one. What color? It's red. Oh, it's red. Good. Next one, can you tell me? It's white. Wow, and the last one, please. It's yellow. Oh my goodness, you too good for all the words today. Thank you. Rất là tuyên dương Mai và Hùng ngày hôm nay nhá. Right, thank you. Các bạn đều đọc rất là tốt. Và chưa, và tiếp tục là the next one. Cô cũng muốn gọi các bạn thêm nha. Thank you Mai, Hùng và các bạn đấy. Thì đã thấy rằng là úi dồi ôi, học là hai chị em học này cùng nhau tiến bộ đúng không nhỉ? Đó, chị luyện cho em mà em luyện cho chị. Who can next one? Bây giờ cô muốn một bạn đọc. Xong thì mình sẽ thử tương tác một chút nha. Who can? Oh, okay. Who can? Can you raise your hands in front of the... okay, I see a boy here, a new boy here. Tên là Béo Béo hay Béo Béo gì đấy, nhưng không biết, nhưng trông có vẻ gầy. Trông rất gầy, nhưng tại sao con lại got nicknames like that? So, can you open the mic for me, please? Con thử mở mic nào. Here, I got here. Yeah? Good evening. Hello. Oh, no, we don't say hello in that class. We just say good evening, right? No hello here. Hello chỉ dành cho bạn thôi. Chào cô, nhớ good evening nha. Right? What's your name? Oh, I can't hear anything. My Đắc Duy. Đắc Duy? Okay, it is Đắc Duy. Oh, I see that you got the nickname Bell. So, why you got that nickname? Tại sao nhỉ? Cô thấy you're so skinny. Cô thấy cô con rất là skinny luôn. Tại sao con lại đặt tên là Bell? Why you got that nickname? Why? No, you don't know. Bố đặt thế thôi đúng không? Okay, we come back to the lesson today. Duy nha, can you read out of this word for me, please? The first one, what color are you? Yes, good job. And? Blue. It's blue. What color is this? It's blue. Con nói cả câu nhé, it's blue. It's blue. Okay, các bạn ở dưới sẽ luyện tập đọc theo bạn Duy nha. Next one, what color here, Duy? Brown. It's brown. What color is it? It's green. Good job. It's green. It's orange. It's pink. Pink. Good job. It's blue. It's purple. Oh, good. It's red. Yes. White. It's white. And the last one is? It's yellow. Good job, thank you, baby boy. Wow, rất nhanh gọn, nhanh chóng và nhớ được các từ. Vậy con đã biết viết tất cả các từ chưa?
Cô cố gắng luyện viết thêm nha, được không nhỉ? Thank you. So nào, đó, cùng kiểm tra random thôi. Thì các bạn, nếu mà các bạn muốn luyện tập thêm này, hay là các bạn muốn nâng cao cái kỹ năng đọc của mình nhá, thì mình cố gắng là luyện tập, chứ không có ngồi yên rồi ngồi xem này là mình sẽ không giỏi được đâu. Ok, we cannot, right? Mình sẽ không thể ngồi im mà mình giỏi được đâu. Nhớ, nhắc nhở một chút. And now, để có thể luyện tập thì mình luôn luôn là phải làm bài tập, đó không nhỉ? That's the exercise. Right, vậy không thể là mình đọc một đống này, xong thì mình bắt đầu mình quay ra mình bảo là ok, con thuộc rồi, đúng không nhỉ? No, it's not. So now to revise about the colors, we'll go on with the songs today. Right, để có thể là luyện tập về cái bài hôm nay thì mình sẽ bắt đầu mình đi với bài hát ngày hôm nay nhá. Are you ready for this? Mình chuẩn bị uống một cốc nước nào. Khởi động chân tay nhá, mình nghe bài nhạc để mình giãn gân cốt nào. Yes. Nah, okay. Hoài An đã rất là sẵn sàng rồi. What is red? The kite is red. What is blue? The sky is blue. The sun is yellow. What is black? The sheep is black. What is brown? The horse is brown. What is gray? The mouse is gray. What is orange? The fox is orange. Lollipop is pink. What is white? The cloud is white. What is gold? The fish is gold. What is purple? The bike is purple. That is the songs about the color. It's a simple song about the colors, right? Hoài Anh đã thuộc bài chưa? Thank you Hoài An nha. Cô thấy Hoài An rất là hợp tác luôn. Hoài An vừa hát và vừa múa theo nhạc. Cô mong là Hoài An đã thuộc hết từ nha. And now, Hoài An ơi, cô nhắc đến Hoài An áo xanh đấy. Không phải Hoài An khác đâu. Đang ngồi mẹ đúng không nhờ? Đó. Rất xinh. Okay. Hoài An, colors here. That's a song, right? We move to the Who Gold the Artist. Nào, đến một bài nó khó hơn nha. Vừa nãy mình giải trí một chút thôi để đến bài stories ngày hôm nay. Who Gold the Artist. Today we'll go on with the artist named Hugo. He's a mouse, right? Họa sĩ ngày hôm nay của chúng ta tên Hugo và anh ấy là một chú chuột. And now go on with the story and I will ask you 3 questions about the story. Mình sẽ tập trung nghe stories nhá. Và sau khi nghe stories thì mình sẽ được hỏi 3 câu hỏi để chúng mình trả lời nha. Focus on it. Hello children. My name is Hugo. Hugo the artist. I like painting. I like colors. Look at my picture. Look at the colors. Pink, red, orange, yellow, green, blue, and purple. Look at the sky. The sky is blue. Look at the grass. The grass is green. Look at the butterfly. The butterfly is pink. Look at the fox. The fox is orange. Look at the panda. The panda is black and white. Look at the monster. The monster is purple.
Look at the rabbit. The rabbit is brown. And now, look at me. I am gray. Gray is beautiful. Do you like my picture? Okay. That is the end of the story about Hugo the artist. And now I want to ask you. Mẹ có sẽ hỏi các con nha. Các bạn sẵn sàng chưa? Nếu mà các con biết câu trả lời, các bạn sẽ giơ tay nha. I want to ask you, how many colors in the table, in the color tablet of Hugo? How many colors here in the tablet of Hugo? How many colors in the tablet of Hugo? How many colors? Who can answer this? Who can tell me how many colors? Okay, who can? Mai Anh Hùng vẫn rất hoành tráng, vẫn hiểu câu hỏi đúng không? Có những bạn không hiểu câu hỏi cơ, học quê đã có đáp án chưa? Nào, Hoàng Thùy Anh, tiếp. Ôi giời ơi, con mấy cái, dậy con ơi. Nào, Cao Danh Lưu, long time không nhìn thấy Cao Danh Lưu. Tiếp, đã nhìn thấy rồi bao nhiêu màu chưa? Nào, Đinh Hân, Hân có đáp án nữa con? Nha, nhìn trong câu chuyện ý, trong câu chuyện chứ không phải nhìn bức tranh ở đâu nha. Trong câu chuyện ý. Tổng cộng là bao nhiêu màu cơ, nhớ không? Là trong lúc mà Hugo kể chuyện ấy, thì Hugo kể là ở trong cái tay bạn ấy cầm trong cái bảng này là bao nhiêu màu, nhớ không nhỉ? Đó là thế cô muốn hỏi một bạn mới nha, đàn anh đàn chị chắc là biết rồi. Thế bây giờ cô muốn hỏi là Đặng Ngọc Như Ý cái xem nào. Đấy, học sinh mới. Nào, can you tell me? Good evening. Good evening. Good job. So can you tell me the answer? Con trả lời câu hỏi cho cô nào. How many colors can you see in the tablet? Is there seven colors? Okay, are you sure with the seven colors during the story? Okay, can you tell me? Okay, can you tell me what are they? What are they? Những cái màu đó là màu gì nhỉ? Can you tell me? It's pink, red, orange, yellow, green, blue, and purple. Yes, Đặng Ngọc Như Ý said to me that there are seven colors. Cô cũng nghĩ đó là một đáp án đúng. Thế mà có bạn nào có đáp án khác không? Đúng ha? Đúng không? Cũng có 7 màu đây. Nhưng mà cô nói là how many colors total in the tablet, right, during the stories. Đúng không nhỉ? Cả một câu chuyện như thế thì thế mình phải xem video chứ còn, đúng không? Mình phải xem video mình mới đoán được là anh ấy cầm bao nhiêu màu, đúng không nhỉ? Now so, Who can? How many colors here? Đọc chú ý là có thể là bạn ấy nhìn được tất cả các bảng này rồi, nhưng mà cô thấy là không thiếu một màu nữa. Lost? Yes. Nếu mà các bạn có thể để ý nha là khi mà thấy look at the look at này, look at nhỉ? The and I, now look at me. I am gray. At đây, that's the answer, đúng không? That's the answer, right? Đặng nhớ cái ý đúng không nhỉ? Đó, during the story và đến đoạn gần cuối thì họa sĩ Hugo đã thêm một màu nữa và là màu của người của họa sĩ luôn, đó là màu gray. Đặng Ngọc Như Ý để ý nhé. Thank you. Cảm ơn Đặng Ngọc Như Ý nha. Đó, phải thế chứ các bạn rất là thưởng là ui dồi ôi, Lương Trúc Linh. Trúc Linh muốn nói gì với cô nào? Hello, good evening. Okay. Good evening. Trúc Linh. Cô. Dạ, cô nghe. Con thấy cái màu đấy giống màu đen hơn mà. Sao cô lại bảo màu xám là sao? Okay. Thì còn mình có màu xám đậm và màu xám nhạt mà đúng không? Right. Thì đây là màu xám đậm nè. It's a dark gray. Good job. Đó, Linh nhận đúng rồi. Phải có những học sinh như thế. Các bạn phải có cái tư duy phản biện như thế. Được chưa nào? Đúng. Rất xuất sắc. Thank you, Lương Trung Linh. Đó là màu đen mà cơ.
It is as black, not as gray. Đấy, cô cần như học sinh như thế đâu nhỉ? No, next one. Đấy, câu đầu tiên đúng không? Can you tell me what color is the fox? What color is the fox? Can you tell me what color is the fox now? Can you tell me? Who can tell me what color is the fox in the story? Bạn học sinh cũ nào, bây giờ tôi để quay lại với cái lứa học sinh ưu tú cũ của cô đâu rồi? Cô xem nào, cái đội học sinh cũ đâu? Khuê đâu? Khuê nhà rất là tích cực nha. Nào. Hello teacher, good evening. Good evening. So now can you tell me what color is the fox? Color the fox is orange. Orange. The fox is orange. Can answer like that. Cô có thể trả lời là. Cô ơi, cho con thêm ý kiến. Hồi nãy cô bạn đưa rất lên đó cô. Nếu mà từ black á, thì bạn đó phải nhìn cái chữ trong này nè, người ta ghi là gray trong và là black lên. Bạn đó phải chú ý. Ok, đúng rồi. Mình ngoài ra mình phải chú ý đến cái lời kể chuyện đó đúng không nhỉ? Đúng không? Thank you very. Yes, đây là một sự góp ý cũng rất là góp ý xây dựng bài. Thank you. Đó, thấy chưa? Mà Ngọc Khuê không chỉ nhìn bức tranh đâu, bạn ấy còn nghe từ đó. Các bạn nhớ nhá. Now the last one. What color is the grass? Can you tell me what color is the grass? Các bạn nhớ không là what color is the grass? Who can tell me? Glass, cỏ, what color are you? Who can? Hân biết không? Hân? Good evening, teacher. Good evening, baby girl. So can you tell me what color is the glass? Green. Green, okay, let me check. Look at the rabbit. Look at the grass. The grass is green. Good. The grass is green. Thank you, Ninh Hân. Đó, các bạn xem từ các bạn nhớ ha. Ok, đó là ba câu hỏi của cô loanh xung quanh các cái câu ngôi. Đâu nhỉ? Đó thì mình có thể mình xem story và mình sẽ phân tích bài này, mình sẽ thu thập thông tin này được không nhỉ? And now the game, nhưng mà cái game này thì thường thường là sẽ gây chia rẽ hòa bình đúng không? Gây chia rẽ hòa bình các bạn, cho nên là chắc là cô sẽ giao bài tập ở một cái dạng khác mà để các bạn có thể làm cá nhân. Đâu nhỉ? Các bạn có thể làm cá nhân ở trên nhóm. Đó, có thể là link the quiz gì. À đấy, nào mình nhắc một chút nha. It's a little bit late for today now. Thì cô nhắc bài một chút này, nhắc các bạn, nhắc nhở một chút thôi. Đó, thì đấy, hôm nay thì mình đã bắt đầu học chủ đề mới đúng không? The new topic about colors, right? Và để giúp kinh nghiệm cho lần trước cũng như một sự lúng túng nhất định, thì từng bài tập của cô ấy sẽ giao ở dạng quiz nè, hoặc là ở dạng live worksheet này đúng không? À, nói chung là có rất nhiều dạng để các bạn có thể làm cá nhân. Tuy nhiên ở một số các bài tập thì cô thường thường sẽ giao hạn một bài tập, chứ cô không để public đâu. Những cái bài ví dụ như các bạn vào quiz chẳng hạn đó, thì nó chỉ có một ngày, hạn một ngày sau khi cô gửi link thôi. Các bạn chỉ dành ra từ 5 đến 10 phút để hoàn thành bài tập, và cô có thể tổng hợp được các cái bài tập mà các con đã làm, chứ không phải đến sát nút mới nộp bài đâu nha. It's not baby boys and girls. So now, giúp kinh nghiệm hai lần đấy nha. Một số bạn là bảo, cô ơi, sao cô không thể vào được cái bài tập thì bởi vì cô đặt giới hạn rồi, đúng không nhỉ? Rồi. Tiếp theo đó nhá, là các bạn khi mà cô gửi bài tập dạng giấy để các con viết và các con điền từ, các con in ra ấy, cũng là một hình thức để các con luyện viết này. Ngoài việc mình học speaking ở trên lớp, cũng như là mình luyện listening ra, hay là mình tương tác với bảng, thì mình cũng phải tự chủ động mình in và mình ghi bài, bởi vì các bạn còn rất là nhỏ và cái việc mà mình viết là cũng rất là quan trọng nữa. Mình không thể bỏ qua được vấn đề đó. Để các phụ huynh hỗ trợ em nhé, để có thể là in giấy cho các bạn và các bạn viết bài này. Còn những bạn nào ấy mà không thể tự in bài được thì mình phải nhờ bố mẹ hỗ trợ, đâu nhỏ, chứ mình không thể tự học được đúng không? And now maybe
Is this the end of the class here? So thank you for whole the class today. Rất cảm ơn cả lớp hôm nay rất tập trung và các bạn rất xây dựng bài cho nhá. Con sẽ thiết kế các game để cho các bạn có thể dùng riêng. Chứ mà hôm nay mà chơi game theo cái tựa mà nó có sẵn thế này thì chắc là sẽ chơi dễ nội bộ mất. Con có thể viết ra vào giấy, đúng không? Chính xác, mình có thể viết ra giấy. Good. So now, that's it the end. You need to press a teeth, wash your face, and then go to sleep. Have a good night and bye-bye. See you then on Wednesday. Goodbye. We can all ask to unmute. Goodbye. 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 Goodbye.